Giang Cún Store chuyên iPhone cam kết giá tốt nhất, máy zin đẹp nguyên bản, tất cả đều bản quốc tế, cam kết đẹp xuất sắc, cam kết máy nguyên bản, bao giá rẻ nhất thị trường, giảm giá 100.000 đồng cho khách hàng thân thiết. Trả góp chỉ từ 2 triệu, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời điện thoại giá siêu hấp dẫn. Địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 0389464444, website giangcunstore.com. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, lộ diện siêu điện thoại hạng 2 sử dụng sạc 160W. Ở thời điểm hiện tại, công suất sạc 120W đang là công suất sạc nhanh nhất được ứng dụng trên smartphone. Xuất hiện lần đầu tiên trên chiếc Xiaomi Mi 10 Ultra vào mùa hè năm ngoái. Công suất sạc này đã chứng tỏ khả năng sạc siêu nhanh của nó khi chỉ cần chưa tới 30 phút là đã có thể sạc đầy 100% viên pin của smartphone. Hiện tại cũng đã có khá nhiều smartphone được trang bị công nghệ sạc nhanh 120W, đa số đều tới từ các thương hiệu Trung Quốc. Mới nhất là dòng Black Shark 4 của Xiaomi, IQOO 7 của Vivo hay là Red Magic 6 của ZTE Nubia. Tuy nhiên mới đây có thông tin về việc một thương hiệu Trung Quốc chuẩn bị cho ra mắt chiếc smartphone có công suất sạc nhanh 160W, tức là công suất cao nhất từ trước tới nay được ứng dụng trên smartphone. Thương hiệu này có tên là Infinix. Đây là một thương hiệu khá xa lạ đối với người dùng Việt nhưng lại tương đối phổ biến với người dùng Trung Quốc và người dùng châu Âu. Infinix là một thương hiệu tại Pháp, gia công tại Trung Quốc, được biết tới với các dòng smartphone giá rẻ và tầm trung, có pin lớn, màn hình lớn và giá thành hợp lý trong phân khúc. Trước đó thì nhà sản xuất này cũng đã từng tung ra một vài mẫu smartphone cao cấp chạy chip Snapdragon flagship. Tuy nhiên, các máy này không thu hút được sự chú ý của người dùng. Với sự kiện của chiếc smartphone sạc siêu nhanh 160W, thì nhiều khả năng đây sẽ là chiếc smartphone đầu tiên của Infinix trang bị con chip Snapdragon 888. Các lập trình viên của XDR Developers mới đây cũng đã đăng tải một hình ảnh rò rỉ mới về chiếc smartphone sạc siêu nhanh 160W của Infinix, cho chúng ta thấy rõ được thiết kế của chiếc máy này. Từ hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy rằng flagship mới của Infinix mang trong mình một thiết kế khá đặc biệt với mặt lưng gồm các họa tiết độc đáo. Mặt lưng này khắc đậm chữ nào, chưa rõ đây có phải là tên máy hay không, kèm theo một cụm camera chính khá hầm hố, có vẻ như sẽ bao gồm một cảm biến camera kích thước lớn. Ở mặt trước thì chiếc máy này trang bị màn hình tràn viền dạng thác nước sang hai cạnh bên, tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình, trông khá giống các dòng máy cao cấp của Samsung, ví dụ như là chiếc S21 Ultra. Tuy nhiên, chiếc Infinix Now tỏ ra đẹp mắt hơn nhờ màn hình cong rất mạnh và thiết kế giọt nước ở góc trái màn hình thay vì là chính giữa như điện thoại Samsung. Hiện tại thì chúng ta chưa có bất kỳ thông tin ngoài lề nào về thiết bị cao cấp này của Infinix. Tuy nhiên, theo dự đoán thì máy sẽ đi kèm thông số phần cứng tương đối hấp dẫn trong phân khúc cao cấp, bao gồm dung lượng RAM có thể lên tới là 16GB, camera 50MP kết hợp với camera tele 10X và camera siêu rộng, đặc biệt sẽ đi kèm với một mức giá hứa hẹn rất hấp dẫn, từ 549 USD hay là khoảng 11 triệu đồng, sẽ khá phù hợp với chiếc máy này. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Xiaomi kiện người đánh giá tiêu cực về Mi 10. Người đánh giá tiêu cực về smartphone mới của Xiaomi bị phạt 30.000 nhân dân tệ đang là chủ đề tìm kiếm hot trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Sự việc thu hút hơn 70 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn bình luận trái chiều. Mọi việc bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2020, khi mà Xiaomi chính thức bán chiếc Mi 10 Extreme Commemorative Edition trên nền tảng JD.com. Hai ngày sau khi mở bán, có hai đánh giá không tốt về sản phẩm. Một trong số đó viết: một tuần trôi qua, điện thoại bị rơi 7 đến 8 lần, nóng trên 50 độ C. Mặc dù sạc nhanh, điện thoại rất nhanh hết pin, 2 giờ là sụp nguồn. Phản hồi còn lại thì viết: điện thoại có cấu hình tầm thường, thời lượng pin không tốt, tôi đã dùng trong một tuần, máy rất nóng, chụp ảnh không rõ, sạc thì chậm, không chống nước được. Sau đó thì Xiaomi và JD.com kiểm tra lại hệ thống và phát hiện hai nhận xét này đều từ một người. Khách hàng tên là Giang đã đặt hàng sản phẩm vào ngày 17 tháng 8, đó cũng là ngày mà anh này đang bình luận. Xiaomi cho rằng người này không dùng điện thoại trong một tuần như đã nói. Anh này đã cố tình đưa ra nhận xét không đúng sự thật về chiếc Mi 10. Hai bài đánh giá sản phẩm này gây ra hậu quả lớn với 1.274 lượt thảo luận và 229 lượt thích. Sau đó, ảnh chụp màn hình về bình luận lại lan truyền khắp mạng xã hội bởi các blogger nổi tiếng. Một làn sóng chỉ trích Xiaomi đã nổi lên. Xiaomi viết trong đơn gửi tòa án, hãng yêu cầu khách hàng tên Zhang phải xóa bình luận trên nền tảng JD.com, công khai xin lỗi trên báo chí và bồi thường 1 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 3,5 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Ngọc Hoàn, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết rằng bình luận của người dùng tên Giang là thiếu cơ sở thực tế và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Xiaomi.
người này phải xóa các bình luận xấu về sản phẩm trong 10 ngày, đồng thời đăng lời xin lỗi trên một tờ báo. Mức bồi thường được đưa ra là 30.000 nhân dân tệ, tức khoảng 107 triệu đồng, thay vì 1 triệu nhân dân tệ như yêu cầu ban đầu của Xiaomi. Phán quyết của tòa án ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán khắp các mạng xã hội ở Trung Quốc. Đây là lần hiếm hoi một nhà sản xuất lớn khởi kiện người dùng của mình. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn người dùng ủng hộ quyết định khởi kiện của Xiaomi, tuy nhiên, một vài người lo lắng về việc nhà sản xuất kiện ngược lại người tiêu dùng. Nhiều ý kiến lập tức phản bác, cho rằng vấn đề không đơn giản là Giang đưa ra những nhận xét không tốt về sản phẩm. Hậu quả đến từ việc anh ta cố tình nói sai và những thông tin sai đó nhanh chóng lan truyền trên khắp mạng xã hội bởi những người nổi tiếng. Cả những người lan truyền những thông tin sai sự thật đó về Xiaomi cũng phải chịu trách nhiệm. Họ chính là những người góp phần đẩy sự việc trở nên nghiêm trọng. Bình luận của tài khoản Sun Liu Lê nhận được nhiều đồng tình trên Weibo. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Samsung khai tử sớm Galaxy Z Fold 2, chuẩn bị ra mắt Z Fold 3. Khi Samsung lần đầu ra mắt chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Fold, nó đã có một khởi đầu rất khó khăn. Rất may, gã khổng lồ Hàn Quốc đã khắc phục được những rắc rối của Galaxy Fold. Sau đó thì kẻ kế nhiệm là Galaxy Z Fold 2 đã rất thành công. Samsung đang chuẩn bị ra mắt chiếc smartphone màn hình gập tiếp theo của mình, đó là Galaxy Z Fold 3. Bắt đầu từ hôm nay, trang web chính thức của Samsung không còn cho phép người dùng mua Galaxy Z Fold 2 nữa. Khi bấm vào mục mua Galaxy Z Fold 2 tại Mỹ, người dùng sẽ nhận được thông báo Galaxy Fold không có sẵn để mua nữa trên Samsung.com. Tuy nhiên, vui lòng xem các tùy chọn khác của gia đình Galaxy. Samsung đã nói tới Galaxy Fold, nhưng rõ ràng chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung còn bị gỡ hoàn toàn khỏi trang web từ trước. Có thể Samsung đã sử dụng lại thông báo cũ khi Galaxy Fold dừng bán để mở đường cho Galaxy Z Fold 2. Điều tương tự có nghĩa là Galaxy Z Fold 3 sắp được mở bán sớm hơn dự kiến. Tất nhiên, người dùng vẫn có thể mua Galaxy Z Fold 2 tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ hoặc các trang web trực tuyến khác như là Amazon. Theo một nguồn tin rò rỉ mới đây, Samsung có thể sẽ ra mắt Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 vào ngày 3 tháng 8. Sau đó, hai chiếc smartphone màn hình gập này sẽ được bán ra vào ngày 27 tháng 8. Năm nay thì Samsung cũng sẽ khai tử dòng Galaxy Note do nguồn cung chip hạn chế và sự khác biệt của Galaxy Note cũng không còn nữa. Và vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.